mới lạ, độc đáo là những từ mà mọi người thường nói khi nhắc tới thư viện container vừa được đưa vào hoạt động trong năm học mới này tại trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ một khối sắt vô tri vô giác, qua ý tưởng và bàn tay của người thợ, đã trở thành một không gian đọc sách thú vị, cuốn hút các em học sinh sau những giờ học trên lớp. Đây là món quà từ quỹ Daryl Foundation của Thụy Sĩ dành tặng cho các em học sinh ở Quảng Nam. Khi bước chân vào không gian của thư viện đặc biệt này, các em nhỏ ở đây rất háo hức tự lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích để ngồi đọc tại chỗ, không cần phải đăng ký mượn sách với giáo viên. Thư viện Container có khoảng gần 1.000 đầu sách, vừa đa dạng phong phú về thể loại, vừa phù hợp với mọi lứa tuổi của các em. Chúng con rất thích ở đây bởi vì thư viện Container này có điều hòa và có nhiều sách mới, có máy tính để cho chúng con thư giãn vào sau bữa học. Trong thư viện Container, con đã có thể tìm thấy rất nhiều cuốn sách lịch sử Việt Nam mà con chưa từng nhìn thấy. Ngoài ra, trong thư viện Container còn 4 máy tính xách tay có kết nối mạng Internet để các em học sinh có thể sử dụng tra cứu những thông tin cần thiết cho các môn học. Từ khi Container được triển khai thực hiện thì các em học sinh, kể cả phụ huynh và giáo viên trường là rất là vui, bởi vì cái thư viện nó đem lại cái sự hứng thú là cho học sinh. Cái thư viện Container này thì sách là các em tự các em là tìm những cái đầu sách các em thích đọc có sẵn trong cái kệ sách của Container. So với cái thư viện truyền thống của trường thì ở đây nó tạo nên cái môi trường là thoải mái, tự giác hơn. Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân hiện có 800 em học sinh, trong khi thư viện Container chỉ có diện tích hơn 27 m². Để đáp ứng nhu cầu đọc sách tại thư viện này, những giáo viên phụ trách tại đây phải phân chia sắp xếp lịch đọc cho từng khối lớp sử dụng. Được biết, thời gian tới, nhà trường sẽ xây dựng một khuôn viên nhỏ, lấy thư viện Container làm trung tâm để mở rộng không gian đọc ngoài trời, từ đó khuyến khích văn hóa đọc cho các em. Đối với nhà trường chúng tôi, là kế hoạch lâu dài là tạo điều kiện phát triển dần, tập trung cho các em được đọc, nghiên cứu đầy đủ và bổ sung những loại sách, kênh hình, kênh chữ, mà trọng tâm nhất là kênh hình, để cho các em học sinh lớp 1 là mới vào là có thể đọc được, tìm hiểu được. Chính không gian đọc mới lạ phù hợp với tâm lý của lứa tuổi đã lôi cuốn các em say sưa với từng trang sách. Đối với các em học sinh của trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, từ ngày có thư viện Container, các em đã có thêm một sân chơi bổ ích.